đang không biết là phương trời nào đây. Ui, rắn các bạn. Ui ui. Rắn rắn rắn. Đây. Úi giời. Anh kìa. Sinh tồn trong rừng các bạn. Quá khiếp. Các bạn bắt được con nào chưa? Bữa trưa có thịt, bữa tối chưa có gì tìm. Được con nào chưa? Hả? Đâu? À, được một con rồi. Ừ. Rồi được lửa bữa tối các bác. Có tí chất tanh chất nhờn. Úi giời. Úi giời. Nước như này mà anh bắt được cua rồi, giỏi. Ướt hết rồi. Cua làm sao mà thoát được? Hả? Máy là nó còn nắng nắng tí cho đỡ đỡ lạnh các bạn. Đi nhanh lắm. Phăm 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 phăm. Ui. Ai ui. Có. Hả? Con cua nào mà sống được thì trốn thoát được trong này thì giỏi quá. Ngày nào cũng đi 3-4 vòng này thì chưa kịp lở. Ông ấy mò như này cua làm sao mà chịu mà kịp lớn. Này chị này, này. Ý. Hết sướng. Mai phải mua một tạ cua vào đây thả cho ông, ngày nào cũng vào đây bắt. Sướng cười. Toàn đá rồi. Đây là cuộc sống hàng ngày của anh ấy. Được hai con. Ây trời. Có không? Không được à? Này. Bảo là không đi mò nữa, tí đi về lạnh ướt hết rồi. Anh Hồng ơi, bảo không đi đâu. Không đi nữa. Nước sạch. Vẫn kiếm ăn nữa. Không đủ ăn. À, thế chưa bọ dính răng. Nào, đi thì đi nào. Ây giời.
được. À, rồi, một con. À, giỏi nhá. Hay. Giỏi quá. Ây da, ây da. Hả, mama. Tí đường ra thôi. Cứ chui ông đi theo ông ấy lên trên này. Tí không biết đường về. Ây. Quá ác luôn. Ây da. Mất cả dép. Tụt cả dép. Hâu à, hâu. Hâu à. Anh ấy cũng rất tin tưởng cho Phèn cầm con cua. Mò mãi mới được con. Giờ Phèn thả đi mất thì chắc ăn đấm. Không kịp chạy. Được không con? Ờ. Bé này chui, đang đi kiểu gì? Ai à, thôi, mình chọn đường khác để đi thôi. Ai, tháo à? À, cua cắn, ai cả? Tháo à? Ai, các bạn ơi, ui, có xong rồi. Đá này nó trơn các bác. Này Phèn quyết tâm chị theo A Hậu bắt cua sinh tồn, bởi vì lần trước Phèn bảo với các bác là đi theo A Hậu bắt cua. Được không? Ô, nhà to thế nhỉ? Ui. Giơ đây. Thế thế nào? Thôi. À. À. Bây giờ đi cái chỗ này khó quá các bác. Nó trơn. Mama, hâu. Không nghe. Cứ đi rồi. Cứ đi theo cái đường rãnh này lên chân thác luôn các bác ạ. Trên này có cái thác. Thì anh này. Đang chịu rồi. Đi này thôi các bác. Vừa ngã sai. Chỗ này bị bong gần rồi này. Nhanh thế. Đã tít lên trên này. Hảo à. Như phim hành động các bác. Đại đâu rồi? Đâu rồi? Ui. Đến tích này. Thôi, tầm này chấp nhận ướt rồi các bác.
Ây da, vẫn không kịp được, đâu rồi. Hấu ơi, Hấu à, mau mau. Ôi, không thở rồi. Đang không biết là phương trời nào đây. Ôi, rắn các bạn. Ui ui, rắn. Ui, con hổ mang các bác, to lắm. Tôi chạy. Ui giời. Hôm nọ được một dơn đi thì đua nhau, hôm nay lại làm một trận nữa. Cứ bò theo lên đây, không biết đi xuống kiểu gì. À đây rồi các bác. Hầu ơi, Hầu Mù Chêu, lạnh lắm. Thôi chấp nhận bỏ cuộc, tôi đang chịu rồi, chưa đủ bữa nên anh chưa về các bác. Ôi ôi, đây lấy nước ở dưới này, ông còn đi tít trên này các bác, sợ quá. Đấy, cứ phải đi như này các bác mới biết được là A Hầu anh ấy bắt cua như nào. Anh đi một lúc nữa là lên tít trên cái chân cái rừng già này các bác. Thôi thì anh chịu rồi, thôi đi về các bác. Chào cô nhá. Cháu đuổi theo A Hầu mà tâm đứt hơi rồi. Đi bắt cua. Cô ở trên nán này hả cô? Ở đây à? Cô có nước không cho cháu xin? Thế này phải lán cô không? Dạ phải lán cô không? Cô cho cháu, nhưng mà phải quả cô không? Thế à? Thế thôi, nhưng mà có được không? Cháu khát nước lắm mà cô. Nước là có mà. Thôi cô dẫn cháu lên đi, không cháu ngại. Không biết là A Hầu đi lên nên tít trên kia mới dừng lại đấy nhở cô nhở. Ai da, ngã lên ngã xuống. Dạ vâng, tí thôi, rắn làm đập cho. Dạ quả cậu uống đừng cô. Ai da, uống cô ơi, hộ cháu mở ra cái này này, cháu uống nhá. Họ để lâu chưa cô? Chưa mày nhá. Tầm này bó tay rồi, phải khâm phục là A Hầu đi quá tít luôn. Ôi nước này nước lạ. Ôi trời. Tưởng đút nước đun. Thôi, này video của Feng dồn theo A Hầu sinh tồn này đến đây cũng chắc phải xin kết thúc rồi. Feng tách từ cái video đầu ra các bác nhé, bởi vì nó dài quá, video kia mà đăng thì nó hơn 2 tiếng các bác xem, dài quá. Dạ vâng. Nhưng mà không biết là tí có về không cô nhỉ? Tối mới về à? À dạ. Nhưng mà một ngày ông đi 3-4 vòng này. À cái nhờ. Thôi cháu đi xuống đây. Để chào cô nhá. Được đấy. Quá đỉnh. Nhưng mà trên này cô nhỉ, nhìn núi non như kiểu hỏa diệm sơn ấy. Trên này có động quậy yêu quái. Cô lên đến đấy chưa cô? Trên này đấy bao giờ? Vâng. Rồi cháu chào cô nhá. Thôi video của Feng Feng này, đoạn này là một trải nghiệm đấy, mong các bác ủng hộ cho Feng nhá. Giờ Feng xin chào để đi xuống, các anh em đang đợi ngoài kia kìa.